Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của kênh Phong Thủy May Mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Người xưa có câu họa hay phúc đều từ miệng mà ra. Ngoài ý nhắc nhở cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày để tránh điều thị phi, thì trong Nhân Tướng Học câu nói này còn mang một ý nghĩa khác. Bởi xem tướng số qua môi có thể đoán được phần nào tính cách, sự nghiệp cũng như là vận mệnh của một con người. Dưới đây sẽ là một số tướng môi thường gặp. Môi lăng giác. Môi lăng giác có đường viền môi rõ ràng, khóe miệng hướng lên trên, góc cạnh, vạch ngang của môi khá dài và đường nhân trung khá sâu, hai viền nhân trung hơi lồi lên. Người sở hữu tướng môi này có tính cách mạnh mẽ, lanh lợi, giỏi giao tiếp, thiên về thực hành hơn là lý thuyết và luôn nắm thế chủ động trong cuộc sống. Chính vì vậy mà những người sở hữu tướng môi này thường gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, ít trải qua sóng gió. Môi vuông. Môi vuông hay còn gọi là môi chữ tứ. Môi trông giống hình vuông, khóe môi hai bên đối xứng nhau, môi đỏ như son, cười không lộ răng. Khi ngậm môi lại thì hai môi trên dưới khép kín, tạo thành những góc vuông đầy đặn. Đây là người thật thà, chất phác, không bao giờ lừa mình dối người, làm việc gì cũng cẩn thận, theo kế hoạch nên dễ được mọi người tin tưởng. Những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sống trường thọ, hưởng nhiều phú quý, gia đình hòa thuận. Môi ngưỡng nguyệt. Môi ngưỡng nguyệt hay còn gọi là môi ngắm trăng, môi tiểu khấu. Có đặc điểm là khóe môi cong lên, sắc môi hồng hào và trông lúc nào cũng như đang cười. Đây là người thông minh, nhân hậu, sống có tình nghĩa, luôn suy nghĩ lạc quan và hòa nhã với mọi người. Bên cạnh đó, họ còn có năng khiếu về nghệ thuật, là người có tinh thần trách nhiệm cao nên được nhiều người kính trọng trợ giúp. Từ đó, dễ dàng gặt hái được nhiều thành công, có hậu vận tốt đẹp. Đặc biệt, phụ nữ có tướng môi này thường gặp được đức lang quân như ý, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Môi rồng. Tướng môi rồng là có hai môi đầy đặn nhưng không quá dày hoặc là quá mỏng, sắc môi hồng, hàm răng chắc, khỏe, trắng đều. Người sở hữu tướng môi này thường là những người có đầu óc thông tuệ, có thể dung hòa được cả thực tiễn lẫn lý thuyết, biết cương nhu đúng lúc nên nhiều người thường kính trọng. Họ có tài lãnh đạo nên thường giữ chức vụ cao. Ngoài ra, nếu đàn ông có tướng môi rồng kết hợp với trán rộng, mắt sáng, mũi cao hay cười thì đây là người biết giữ lời hứa, nhân duyên cực tốt và thành công trong sự nghiệp. Môi chữ nhất. Đặc điểm của môi chữ nhất là rất mỏng, khóe môi nằm ngang, không hướng lên trên hay là xuống dưới, trông như một đường thẳng. Xem tướng số qua môi cho thấy, đây là những người giỏi giao tiếp, cẩn thận, sống lý tình, hiếm khi xử lý mọi việc theo cảm tính. Những người sở hữu tướng môi này dễ dàng gặt hái được thành công trong sự nghiệp, nhưng đường tình duyên lại lận đận, trắc trở. Môi phúc chu. Môi phúc chu hay còn gọi là môi thuyền úp, có đặc điểm là hai môi dài và mỏng, hình dáng môi cong vòng xuống như chiếc thuyền bị úp ngược, môi thâm, răng lớn. Tuy nhìn bề ngoài đây là người khá thật thà, nhưng bên trong lại gian trá vô cùng, nói lời không giữ lời, hướng nội hay tự cô lập bản thân và suy nghĩ khá bi quan. Đây là tướng môi xấu, vì người sở hữu tướng môi này thường có số mệnh vất vả, cuộc sống cô độc, xa quê và gặp nhiều trở ngại. Môi suy hỏa. Đặc điểm của môi suy hỏa, môi thổi lửa, là môi nhăn, có môi nhỏ và tròn, khóe môi cụp xuống, hai môi nhọn và không khép chặt vào nhau được, thậm chí còn lộ răng. Đây là những người nói nhiều, khó giữ được bí mật và kiểm soát được cảm xúc cá nhân. Môi suy hỏa là loại xấu nhất trong các loại tướng môi vì những người sở hữu tướng môi này thường không giữ được tiền, gia đình không mấy yên ấm. Cha mẹ, anh chị em bất hòa, sống cô độc khi về già, thường hao phí sức lực cũng như là tinh thần vì con cái. Môi nhăn nhúm. Môi nhăn nhúm hay còn gọi là môi túi vải, có đặc điểm là hai bên khóe môi có nhiều nếp nhăn, hai môi ngậm chặt, mặt giống như là đang khóc. Người sở hữu tướng môi này thường có cuộc sống vất vả từ nhỏ, gian khổ cả đời. Họ thường kết hôn muộn và có con muộn, sống cô độc khi về già. Môi lệch hay còn gọi là môi méo.
tướng môi méo là hai môi không cân xứng, vênh hẳn ra một bên trái hoặc là bên phải. Người có tướng môi méo thường hay nói to, nói khoác, bảo thủ, cố chấp, ngang ngạnh, luôn coi mình là nhất, không tiếp thu ý kiến từ người xung quanh. Người sở hữu tướng môi này thường có số phận cùng, cô độc và không sống thọ. Môi cá chép. Đặc điểm của môi cá chép là hai môi dày, rộng, khóe môi cụp xuống, sắc môi không tươi, răng không đều. Theo xem tướng số qua môi, đây là tướng môi rất xấu vì người có tướng môi này thường có cuộc đời rất gian truân, gặp nhiều khó khăn, vất vả, cuộc sống lúc nào cũng túng thiếu, phiêu bạt khắp nơi. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị tổng hợp ra 5 trong số 12 con giáp sẽ có đường tài lộc và quan vận phát triển tấn tới trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đầu tiên đó là tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, sự nghiệp có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyên học hành, thi cử, xin việc, chuyển việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành vào đầu tư các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Về vận trình tài lộc của tuổi Dần trong năm 2020, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn trong năm, đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc là người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì cũng cần phải chủ động, sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để có thể nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng, nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay người tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của tuổi Dần nâng lên một bước. Mệnh chủ tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng cũng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm Canh Tý này, đối với những mệnh chủ vẫn còn đang trong vận mệnh học hành thì sẽ không lý tưởng. Học sinh thì tâm trí hỗn loạn, ham chơi, cần phải có người đốc thúc kịp thời. Con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu cũng sẽ có những trắc trở nho nhỏ do hung thần thiên công gây ra, khiến cho mệnh chủ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Còn về sự nghiệp thì tuổi Sửu có canh kim lộ xuất thương quan Tý Thủy tọa thứ tài trong năm, nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao. Sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn, bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Canh Tý này tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt về tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên, vì thế muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu thì vẫn có cơ may thăng chức nhưng cũng không quá lớn, vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Tuổi Tuất. Về tổng thể, vận thế của người tuổi Tuất năm 2020 không có nhiều biến động, bản mệnh có thể có cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Tuất nên sự nghiệp của tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi.
Tuy nhiên, cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro, nhưng cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung giác do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra, trong năm nay, bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập giao lưu. Trong chuyện tình cảm thì nam mệnh thì gặp nhiều cơ hội hơn là nữ mệnh. Nếu có tình cảm với ai thì nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai và bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu không, sẽ dễ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân thì tuổi Tuất cần phải chú ý về sức khỏe của người thân. Trong năm, gia đình dễ có người ốm đau hoặc qua đời. Tuy nhiên thì tuổi Tuất cũng không nên quá lo lắng bởi năm nay thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng như nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên, những điểm sáng cũng xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Nhìn chung, vận trình tuổi Tuất còn tốt trong năm nay, sự nghiệp tài vận có mức nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực cùng tồn tại, nên để ngăn chặn làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải. Hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tái ách của năm. Với người tuổi Tuất thì cần phải mang vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo vào vòng tam hợp quý nhân dần ngõ Tuất sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Tuổi Mão bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tý thủy tọa tại chính ấn. Ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp cho người tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử. Ứng tuyển xin việc lấy bằng cấp cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, do thái tuế tý thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa. Đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội để gặp gỡ làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song, con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này. Trong năm, hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy may mắn thì năm 2020 tuổi Mão cần lưu ý làm gì thì tốt nhất phải tuân theo quy định, tuân theo pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay là chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân để cho dục vọng và tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão tí tương hình, tí thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế những nơi ẩm ướt, âm u, tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên đối với những người tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn thái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp cho những người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ trong năm 2020 phạm tam tai, phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định vị trí trong tương lai cho bạn.
Khoảng thời gian này thì không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng, bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể bứt phá được nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có được tương lai tốt đẹp. Nhưng đừng vì thế, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn, hãy nắm bắt từng cơ hội, dù ít ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm theo đúng trình tự. Trên đây là 5 con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có, thịnh vượng. Bạn có nằm trong 5 con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo có mặt con giáp của tụi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị trong tháng hoặc là tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mình mong muốn ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.